có những nhận định về chủ nghĩa cộng sản và tại sao lại thế giới vẫn còn được bốn nước cộng sản tồn tại trên thế giới này, thì Trần Ngơ nhất trí với những quan điểm mà các anh đã trao đổi với nhau, nhưng Trần Ngơ góp thêm với ý kiến của mình rằng nhân loại phải cảm ơn chủ nghĩa cộng sản, cảm ơn những người cộng sản. Đây là những cái luận điểm thêm của Trần Ngơ. Tại sao Trần Ngơ lại khẳng định rằng loài người phải cảm ơn chủ nghĩa cộng sản và cảm ơn những người cộng sản? Bởi vì nhưng mọi người đều biết khi chưa có chủ nghĩa cộng sản ra đời thì thế giới đang đắm chìm trong màn đêm của chủ nghĩa tư bản và đế quốc. Lúc đó những nước tư bản và chủ nghĩa đế quốc như là Bồ Đào Nha, như Tây Ban Nha, như Anh, Pháp thì người ta muốn chiếm nước nào hoặc là muốn xâm lược nước nào là người ta thoải mái, không gặp bất cứ một cái sự phản kháng hay là phản ứng gì của nhân loại. Đặc biệt là Việt Nam thì chúng ta cũng là nạn nhân của cái chủ nghĩa xâm lược do thực dân Pháp đã chiếm nước ta và biến nước ta thành thuộc địa trong vòng cả gần 100 năm. Và khi chưa có chủ nghĩa cộng sản thì Trung Quốc cũng vậy, bị mười mấy nước đế quốc xâu xé, thậm chí phải cắt những phần đất để nhượng lại thành những tô giới như là Ma Cao, như là Hương Cảng, như là nhiều những cái nữa. Đó là khi mà chủ nghĩa cộng sản chưa ra đời. Và Trần Ngơ khẳng định rằng chủ nghĩa cộng sản chính là đối trọng mà chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa thực dân sợ nhất, căm ghét nhất. Bởi vì chủ nghĩa cộng sản xuất hiện đã cản trở những cái bước tiến, hay nói rõ ra đó là chặn đứng được những âm mưu của chủ nghĩa tư bản và đế quốc, giúp loài người thoát khỏi cái ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc. Các bạn cũng dư sức hiểu rằng khi chủ nghĩa cộng sản chưa được nhân rộng thì hầu như toàn bộ châu Phi, toàn bộ cái vùng Đông Nam Á này và châu Mỹ Latin đang chịu sự cai trị và đang là thuộc địa cho những nước tư bản. Và sau khi chủ nghĩa cộng sản ra đời, đặc biệt là những người cộng sản Liên Xô đã chặn đứng được cái bước tiến của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phát xít, đó là phe trục mà phe phát xít chúng ta đã cũng ai cũng biết đó, đó là phát xít Đức, phát xít Ý và phát xít Nhật đang phát động những cuộc chiến tranh xâm lăng. Châu Âu hầu như là đều nằm dưới sát của phát xít Đức và loài người đang bị đe dọa bởi những cái cuộc tàn sát đẫm máu, đặc biệt là những người Do Thái thì đã bị chủ nghĩa phát xít Đức đưa ra ngoài vòng pháp luật. Và tôi nghĩ rằng chính những người Do Thái cũng phải cảm ơn những người cộng sản đã tiêu diệt được chủ nghĩa phát xít. Và nhưng mà rất buồn rằng cho đến tận bây giờ nhiều người vẫn coi cộng sản là cái hiểm họa của loài người, như ông giáo sư Nguyễn Xuân Nghĩa đã từng nói đó. Thì tôi theo không hiểu là ông ấy có mang hàm giáo sư mà ông ấy nhận định một cách rất là những lời nói phải nói. Ở Việt Nam thì chúng ta càng rõ hơn về những người cộng sản. Những người cộng sản nói và làm được những gì thì Trần Ngơ đã có bài nói chuyện riêng. Nhưng hôm nay nhân về cái đề tài mà anh Bình Hồ và anh Doãn Như Lân nói thì Trần Ngơ cũng góp thêm tiếng nói của mình để làm cho gọi là bài nói chuyện bên cạnh cái buổi live stream, để cho cái buổi nói chuyện nó được chúng ta hiểu nhau hơn, chúng ta nói chuyện cởi mở hơn về những nhận định của phía bên nọ về phía bên kia. Nhưng mà rất tiếc rằng những người Việt Nam chúng ta, nhiều người ở hải ngoại và nhiều người thậm chí ở trong nước có những con mắt và những cái nhận xét rất khắt khe về chủ nghĩa cộng sản, thậm chí là sai lệch
là xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản. Và các bạn đều biết chủ nghĩa cộng sản là đối tượng để cho chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc đưa lên mục tiêu cần phải tiêu diệt hàng đầu trong cái kế hoạch của họ. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chính những người cộng sản đã làm thay đổi thế giới. Thay đổi là bởi vì nếu như mà không có những người cộng sản Liên Xô thì chắc chắn rằng thế giới này đã phải rơi vào cái sự cai trị của chủ nghĩa phát xít. Mà chủ nghĩa phát xít thì như quý vị đã biết, rất nhiều người đã bị kết tội là tội ác chiến tranh và đã bị xử lý bởi tòa án quốc tế. Điều đó khẳng định rằng khi những tên tội phạm chiến tranh đã bị bước ra vành móng ngựa chịu tội trước tòa án quốc tế, thì điều đó đã khẳng định rằng những người cộng sản đã làm được những việc vô cùng vĩ đại, đã cứu loài người khỏi những tội ác chiến tranh mà chủ nghĩa đế quốc và phát xít đã gây ra. Đó là một cái công vô cùng lớn lao của những người cộng sản. Nhưng những người ở phía bên kia không bao giờ nói tới, mà luôn luôn cho rằng chủ nghĩa cộng sản là hiểm họa của cuộc chiến tranh. Những người cộng sản chưa hề phát động một cuộc chiến tranh nào, mà tất cả các cuộc xâm lăng đều là do những người đế quốc, những chủ nghĩa tư bản gây ra. Các bạn đừng vội hỏi tôi là Trung Quốc xâm lược Việt Nam hay cộng sản xâm lược Việt Nam. Tất nhiên trong một cái giai đoạn nhất định, ở một thời điểm nhất định nào đó, thì do ảnh hưởng những cái tư tưởng bành trướng, cái tư tưởng nước lớn, thì nó cũng dẫn ra những cái sự việc đáng tiếc xảy ra. Và thậm chí những người cộng sản cũng không phải là không có những sai lầm, không phải là không có những điểm yếu, nhưng mà chúng ta nói lại sau, nói vấn đề đó về phần sau. Còn bây giờ chúng ta phải khẳng định một điều rằng cộng sản chính là cứu tinh của loài người. Và chính chủ nghĩa cộng sản buộc chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc phải thay đổi đối sách của mình, thay đổi đường lối của mình, để cho nhân loại không nhìn rõ cái bản chất thật của hắn là xâm lăng, không nhìn rõ được cái bộ mặt thật của chúng. Bởi vậy, ở châu Phi, một số nước được trao trả độc lập và quyền con người đã được những mẫu quốc đó nới rộng ra. Còn nếu không có chủ nghĩa cộng sản, tôi tin rằng châu Phi cũng như châu Mỹ Latin cũng như cái vùng Đông Nam Á này vẫn còn đắm chìm trong cái chủ nghĩa thực dân. Mà chủ nghĩa thực dân thì chúng ta thì có thể là không biết, nhưng qua những cái sử sách, qua những lời kể của ông bà cha mẹ thì chúng ta cũng biết cái thân phận nô lệ của người dân Việt Nam của chúng ta nó khổ ải như thế nào. Phải nói là đúng là một cổ hai ba chồng. Và nếu như mà các bạn ở phía Nam này, chúng ta có thể tìm hiểu và nhìn thấy những cái cuộc sống cơ cực của người dân qua những tác phẩm văn học. Mà tác phẩm văn học thì người ta cũng phải dựa vào thực tế để viết lên những câu chuyện rất là buồn nhưng cũng rất là hay của nhà văn Hồ Biểu Chánh chẳng hạn, khi nói về những thân phận của những tá điền, là cuộc sống của những ngày mà chúng ta còn đang phải làm nô lệ cho thực dân Pháp. Và cũng phải nói thật rằng ở cái xứ Nam Kỳ này là xứ Nam Kỳ thuộc Pháp, cho nên cuộc sống được rộng rãi và mở rộng hơn ở miền Trung và miền Bắc. Và đó cũng là âm mưu thủ đoạn của những kẻ thực dân muốn chia rẽ sự đoàn kết của dân tộc ta. Chúng chia ra để dễ bề cai trị, để dễ mê hoặc là mị dân. Đó, rằng theo chúng ta thì cuộc sống nó sẽ khá hơn ở nơi khác nhỉ? Thì đó cũng đều là nằm trong âm mưu của bè lũ thực dân. Đó, còn mình thì còn cơ cực hơn. Người hầu như tất cả những ruộng đất không mà đều nằm trong tay những cái giai cấp địa chủ và những cái tầng lớp chịu làm tay sai cho thực dân Pháp. Còn thực sự người dân thì vô cùng cơ cực. Mà đỉnh điểm là năm 1945,
vào đầu năm 1945. Thì lúc đó cả đất nước Việt Nam chúng ta mới chỉ có khoảng 25 đến 30 triệu người, nhưng số người chết đói đã lên tới con số 2 triệu, tức là gần 1 phần 10. Một cái sự chết chóc phải nói là trên một tỷ lệ vô cùng kinh khủng, mà chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân và phong kiến đã đem lại cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Tôi tin rằng những cái dấu hằn, những vết đau này sẽ nhắc nhở chúng ta phải nhớ ơn những người cộng sản. Bởi chính những người cộng sản, dù vẫn còn non trẻ, dù vẫn còn rất yếu so với những cái thế lực khác, nhưng họ là những người cực kỳ thông minh, cực kỳ tài trí. Bởi có thông minh, có tài trí, họ mới quy tụ được quần chúng, phát huy được sức mạnh quần chúng để cùng nhau giành lấy chính quyền. Và kể từ năm 1945 đó, dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, Việt Nam chúng ta từng bước tiến lên. Và chính những người cộng sản cùng với toàn dân đã đánh thắng được những tên đế quốc đầu sỏ của thế giới. Đó, những điểm mạnh, những cái ưu việt của cộng sản như vậy thì hầu như không được mọi người nhắc tới, mà chỉ nhìn thấy những thiếu sót. Đương nhiên là thiếu sót là không thể tránh khỏi. Có người lại viện và cớ cả các ruộng đất để nói xấu chủ nghĩa cộng sản. Những người cộng sản đã thực hiện đúng theo đường lối của chủ nghĩa cộng sản, rằng chủ nghĩa cộng sản đặc trưng của nó là chỉ có hai cái phương thức sở hữu, đó là quốc dân và tập thể. Và khi cải cách ruộng đất để lấy đất đai của những tên chủ điền hoặc ấy để chia cho nhân dân, rồi sau đó vào hợp tác xã nông nghiệp, đó là đúng. Nhưng rất tiếc rằng những người cộng sản thời bây giờ, do những nhận thức hoặc là do một vì lý do đó, đã để xảy ra những cái sai lầm mà rất đáng tiếc. Nhưng những người cộng sản cũng vô cùng dũng cảm. Họ đã kịp nhận ra sai lầm và kịp thời xin lỗi nhân dân, và họ đã sửa sai. Cũng xin nói thêm với lại bà con rằng Trần Gơ không phải là đảng viên Đảng Cộng sản. Trần Gơ chưa khi nào được là một người đảng viên, cho nên tiếng nói của Trần Gơ không có ý bênh vực Đảng Cộng sản hoặc là chê bênh kia, mà Trần Gơ nói lên cái cảm nghĩ của Trần Gơ. Còn trong quân đội, cũng xin nói lại, Trần Gơ nói rồi nhưng xin nói lại, Trần Gơ chỉ là một trung sĩ, còn chức vụ thì cũng chỉ là một chiến sĩ, chứ chưa khi nào làm được cái chức nào mà to hơn cái chức chiến sĩ cả. Bởi vì Trần Gơ muốn nói rõ cái thân thế của mình để đồng bào đừng hiểu rằng đây là cái thằng cộng sản già, cho nên là nó nói hay cho cộng sản. Trần Gơ là một quần chúng, chưa khi nào, chưa một ngày nào được là đảng viên, cho nên là Trần Gơ không có bênh vực gì, mà Trần Gơ chỉ muốn nói lên những cái mà những người ở phía bên kia. Hôm nay Trần Gơ muốn nói nhẹ nhàng để cho nó có cái sức thuyết phục hơn, bởi vì nếu có bạn nào ở phía bên kia nghe cũng sẽ không bị bức xúc bực bội. Những điểm yếu của những người cộng sản luôn luôn được những người ở phía bên kia soi mói, rồi thì phóng đại nó lên, rồi thì xuyên tạc cũng có nữa. Và tại sao những người cộng sản ở hiện nay vẫn còn bốn nước, trong khi phải nói thật lòng rằng những người như người Mỹ rất muốn tiêu diệt, như họ đã từng tìm đủ trăm phương nghìn kế để tiêu diệt những người cộng sản. Và nói đến đây thì mọi người lại phải công nhận với Trần Gơ một điều rằng những người cộng sản là những người quả cảm rất kiên cường, không bao giờ khuất phục trước những sức mạnh. Điển hình như Cuba, một nước rất là nhỏ bé, gần ngay sát nước Mỹ, nhưng sau bao nhiêu năm
cấm vận. Năm 61, Mỹ cũng đã từng đổ quân lên vịnh Con Heo, nhưng đã bị những người dân Cuba dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản Cuba vẫn hiên ngang đứng vững. Điều đó nói lên điều gì? Nói lên rằng những người giống cộng sản thật dũng cảm, thật can trường. Nhưng các bạn ở phía bên kia có khi nào có một lời nhỏ để ca ngợi những người cộng sản? Và đó cũng chính là những sai lầm của các bạn ở phía bên kia, luôn luôn đánh giá thấp đối thủ mình, cho nên các bạn đã thất bại. Các bạn phải dũng cảm nhìn nhận rằng những người cộng sản là những người dũng cảm kiên cường nhất, những người cộng sản là những người có tình người nhất. Tôi có thể lấy những chứng minh. Hẳn mọi người còn nhớ trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp ấy, nếu những người cộng sản không gây được ấn tượng vào lòng nhân loại thì làm sao có những chị như Raymond Dieng. Xin lỗi, có thể người là người Pháp này, tôi nói không chuẩn tên nhưng mà theo như ngày xưa người ta phát âm thế. Đã nằm ngang đường sắt để cản đoàn tàu chở binh lính Pháp sang Đông Dương. Chính những người cộng sản đã làm cho những người như chị Raymond Dieng cảm phục, và chị đã nằm cản cái đường sắt để cản cái đoàn tàu chở quân Pháp sang Đông Dương này. Hay gần hơn, anh Morrison ở nước Mỹ, để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược, anh đã tự thiêu mình để phản đối cuộc chiến tranh. Thì phải nói rằng những người cộng sản Việt Nam đã làm lay động đến con tim của những người dân cả ở nước ngoài. Người ta ủng hộ chính nghĩa, người ta ủng hộ những người cộng sản Việt Nam. Và tôi tin rằng cũng chỉ có những người cộng sản mới làm được điều này. Cho nên rất mong những người ở phía bên kia hãy có cái nhìn bình tĩnh hơn, đúng đắn hơn về những người cộng sản. Còn lý tưởng của các vị thì các vị cứ theo đuổi. Nhưng nói như anh Bình Hồ đó, có thể ăn sai, uống sai là ý anh nói là tôi hiểu, thì là ăn sai là thí dụ đáng lẽ theo thực đơn hôm nay là phải ăn cơm thịt nhưng mà ăn cơm cá, đáng lẽ hôm nay uống rượu nhưng ông lại uống bia chẳng hạn, thì có thể anh sai, nhưng nói không thể nói sai. Bởi vì lời nói tuy không mất tiền mua, nhưng khi đã thoát ra cửa miệng rồi thì không thể lấy lại được. Các bạn xuyên tạc nhiều quá, các bạn bịa đặt nhiều quá. Các bạn, đây là tôi muốn nói những người không cùng chí hướng với chúng tôi, những người cộng sản. Tôi không phải người cộng sản nhưng tôi ủng hộ người cộng sản. Các bạn điêu ngoa quá. Thành thử ra rằng chúng tôi lên đây là bởi vì không chấp nhận được những lời lẽ xuyên tạc của quý vị khi nói về những người cộng sản. Như tôi nói đó, và các bạn cũng qua cái bài nói của tôi chắc các bạn cũng có một cái nhận định là những người cộng sản là cứu tinh cho nhân loại. Thế nhưng mà nói như ông giáo sư Nguyễn Xuân Nghĩa, ông ấy là nói một câu là cộng sản là hiểm họa của loài người. Mà ông ấy không dẫn chứng và không nói gì. Còn nếu nói dẫn chứng ra, nói như thế này là để minh chứng cho lời nói của tôi chứ không có ý gì trong bài nói chuyện này. Vào những cái thế kỷ thứ mười mấy mà khi mà cuộc thánh chiến của Đạo Thiên Chúa gây ra, mà trong lịch sử hồi đó chúng ta học gọi là những cuộc thập tự chinh, thì có cả khoảng 200 triệu người chết. Cuộc chiến tranh thứ nhất do những tên đế quốc Đức Phổ gây ra cũng hàng chục triệu người chết. Còn cuộc chiến tranh thế giới thứ hai do những ông phát xít gây ra đó cũng giết hại nhân loại cả hàng trăm triệu người. Thế nhưng mà các ông không nói đó là hiểm họa của loài người, mà các ông lại cứ cho là, mà chính những người cộng sản đã chặn đứng được cái bàn tay tàn bạo của những người phát xít.
thì ông vẫn nói cho đến giờ phút này ông vẫn nói là chủ nghĩa cộng sản là hiểm họa của loài người. Chủ nghĩa cộng sản chưa hề đe dọa một quốc gia nào, chỉ thấy chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân đi xâm lấn hoặc là can thiệp vào công việc của các nước khác. À, các bạn có những cái nhìn phải nói là tôi cho rằng rất phiến diện. À, thí dụ như Mỹ đưa quân vào Iraq thì các bạn cho rằng đó là gìn giữ hòa bình, gây ra cuộc nội là chiến. Nhưng khi quân đội Việt Nam giúp nhân dân Campuchia đánh đuổi quân diệt chủng thì các bạn đã cho rằng Việt Nam xâm lược. Họ biến đổi nghịch lý thành chân lý, chân lý thành nghịch lý. Hay là nước Mỹ quan hệ với nước nào thì đều là do hợp tác hữu nghị. Thí dụ như Mỹ về Trung Quốc có những cuộc giao bang giao để có nói chuyện thì cho rằng đấy là vì nền hòa bình. Thế nhưng Việt Nam cũng bắt tay với Trung Quốc với mục đích rằng hai nước hiểu nhau hơn, để nhân dân hai nước có điều kiện để kinh doanh sản xuất. Thì các vị cho rằng Việt Nam bán nước cho Trung Quốc, đầu hàng Trung Quốc, sợ Trung Quốc. Cùng một sự việc nhưng các bạn nhìn rất vô cùng là khác. Đó là cái nhìn theo Trần Ngơ là không công bằng, rất phiến diện. Cảnh sát Mỹ đi chấn áp những đoàn biểu tình thì các bạn gọi là thực thi pháp luật. Còn những ông công an Việt Nam mà có ra gìn giữ hoặc là ấy chưa gọi là chấn áp thì các ông đã vội nói rằng đó là đàn áp. Mà thực tế những video clip mà cho chúng ta thấy là những ông công an tôi thấy toàn thấy cứ đứng khép nép ấy, chứ đâu có thấy ông nào đánh đập hoặc là đối xử tàn bạo với người dân. Đó, cùng một sự việc như nhau nhưng các quý vị nhận xét vô cùng phiến diện. Cảnh sát Mỹ đi đánh nắp phun vào rồng lấy vui liền các quý vị cho đó là người ta đang thi công vụ, đang giữ gìn và gọi. Còn Việt Nam biểu tình nó còn linh tinh bằng mấy biểu tình Mỹ nhưng mà hãy cứ xuất hiện những lực lượng cảnh sát mà tôi tin rằng đó là người ta chỉ muốn không cho cái tình huống nó xấu đi, để giữ ở một cái trạng thái nào mà an toàn nhất. Thì chưa cái gì, mới chỉ có xuống xe thôi thì như có những live stream đã nói rằng công an đang tới đàn áp, công an đang tới đánh đập dân. Bởi vậy chỉ mong rằng các bạn có những cái nhìn thật bình tĩnh, thật khách quan từ nhiều phía để nhìn nhận những người cộng sản thì các vị mới có những đối sách thích hợp. Chứ các vị cứ cực đoan, các vị cứ phiến diện thì tôi tin rằng các vị không đạt được một cái thành quả nào. Trần Ngơ rất thích cái bài nói chuyện của anh Doãn Như Lân trong cái live stream của anh Bình Hồ.